Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 28 phút chiều thứ Năm, tại Phương Chi, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã sử dụng khu vực chứa lũ Mạnh Oa để chuyển dòng chính của sông Hoài Hà. Theo cơ quan phòng vệ quốc gia, sông Hoài Hà đang trải qua trận lũ lụt thảm khốc trên toàn lưu vực lần thứ hai kể từ năm 1954. Vào tháng 7 năm 1954, lưu vực sông Hoài Hà đã trải qua một trận lũ lụt thảm khốc trên toàn lưu vực do một trận mưa mận quy mô lớn và tình hình chống lũ rất gay gắt. Lũ lụt cho đến nay đã khiến 1.808.000 ha cây trồng ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà bị ảnh hưởng, trong đó 528.000 ha bị hư hại, 17,46 triệu người bị ảnh hưởng, 31.700 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,44 tỷ nhân dân tệ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Đến 4 giờ sáng thứ Sáu, tại trạm thủy văn Vương Gia Bá trên dòng chính sông Hoài Hà đã xuất hiện đỉnh lũ với mực nước 29,59 m, lưu lượng tương ứng 8.030 m khối trên giây. Hiện tại, lũ đang tiến đến hạ lưu Vương Gia Bá, mực nước ở trung và hạ lưu dòng chính của sông Hoài Hà đã tăng nhanh. Tất cả các trạm kiểm soát chính đều đã vượt hoàn toàn mực nước cảnh báo với một phạm vi cảnh báo từ 2,05 đến 3,49 m. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, Vương Gia Bá của dòng chính sông Hoài Hà là 29,55 m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,25 m, thấp hơn mực nước đỉnh lúc 4 giờ hôm nay là 0,04 m. Mực nước sông Vương Hê lên 27,79 m, cao hơn 0,04 m so với mực nước cao nhất trong lịch sử, cao hơn 0,71 m so với 12 giờ hôm qua. Mực nước Trịnh Dương Quan lên 26,3 m, cao hơn mực nước cảnh báo 2,3 m, cao hơn 0,97 m so với 12 giờ ngày hôm qua. Mực nước Hồ Hồng Trạch Giang 3 tăng lên 13,86 m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,36 m, cao hơn 0,04 m so với 12 giờ ngày hôm qua. Để giảm mực nước của hạ lưu sông, cổng phân lũ Vương Gia Bá đã được mở vào lúc 12 giờ 28 phút trưa ngày hôm qua để làm ngập khu vực chứa lũ Mạnh Oa. Dòng chảy phân lũ tăng dần, đạt tối đa 1.730 m khối mỗi giây. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, việc phân lũ tích lũy ở Mạnh Oa với thể tích là 136 triệu m khối. Để xả lũ trước, giải phóng dung lượng chứa và gặp lũ sau, kênh biển đã được mở để xả lũ vào lúc 12 giờ ngày hôm qua. Điều này đã làm chậm hiệu quả xu hướng dâng của mực nước Hồ Hồng Trạch. Vào lúc 12 giờ hôm thứ Sáu, lưu lượng của Hồ Hồng Trạch vào hồ là 11.100 m khối mỗi giây và lưu lượng ra khỏi hồ là 10.900 m khối mỗi giây. Trong đó, lưu lượng ra biển là 1.500 m khối mỗi giây. Được biết, cơ quan quốc phòng sẽ triển khai lại và thực hiện lại công việc kiểm soát lũ lụt và chống lũ hiện tại trên sông Hoài Hà ngày hôm nay. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hoài Hà và Bộ Chỉ huy Phòng thủ các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chính của các tỉnh ủy. Chính quyền tỉnh của ba tỉnh đã ra tiền tuyến chỉ đạo công tác chống lũ, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã khẩn trương cử hai tổ công tác đến tuyến đầu chống lũ lụt ở tỉnh Hà Nam và Giang Tô để chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt. Để tiếp tục giảm mực nước của dòng chính sông Hoài Hà, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã liên tiếp kích hoạt các khu vực xả lũ của kè trên và dưới Lưu Phương và khu vực xả lũ của đoạn Nam Nhuận sáng nay sau khi khu vực chứa lũ Mạnh Oa được kích hoạt. Hiện tại, có 511.000 người ở 3 tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà để phòng chống lũ, bao gồm 170.000 ở An Huy, 141.000 ở Hà Nam và 200.000 ở Giang Tô. Tổng cộng 488.800 người đã được chuyển khẩn cấp, bao gồm 97.900 ở Hà Nam, An Huy có 343.900 người, ở Giang Tô có 47.000 người. Hiện tại có 224 tình huống nguy hiểm trên dòng chính và các nhánh của sông Hoài Hà ở các tỉnh Hà Nam và An Huy, bao gồm 35 tình huống nguy hiểm trên sông chính của sông Hoài Hà và 189 tình huống nguy hiểm trên các nhánh sông, tăng 12 điểm so với ngày hôm qua và tất cả các tình huống xấu này đã được kiểm soát hiệu quả. Không có mối nguy hiểm lớn nào xảy ra ở các kè chính của dòng sông chính sông Hoài Hà.
Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba, Hồ Linh Giang đã bắt đầu mở cửa xả lũ trên sông Gia Lang ở thị trấn Cổ từ khí khẩu Trùng Khánh và lũ đã bắt đầu rút. Đỉnh lũ lớn nhất của sông Gia Lang đi qua khu vực đô thị chính của Trùng Khánh vào tối hôm thứ Hai, rạng sáng ngày thứ Ba. Hôm thứ Hai, các ngôi làng ở đoạn Quảng An và của sông Khúc Giang ở tỉnh Tứ Xuyên bị ngập. Tính đến 16 giờ chiều hôm thứ Ba, thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa ở các mức độ khác nhau ở Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, dân số là 16,6741 triệu người, 94 người chết do thiên tai, 25 người mất tích, 555.100 người được di chuyển và tái định cư khẩn cấp. Theo thống kê, mưa lũ kéo dài cũng khiến 1.228.380.000 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó 1.392.100 ha mất mùa, 49.000 ngôi nhà bị sập và 240.100 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,828 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế nông nghiệp trực tiếp là 1,953 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, kể từ tuần trước, lưu vực sông Hoài Hà ở Trung Quốc phía đông Tứ Xuyên và nam Thiểm Tây tiếp tục có mưa to đến rất to, một số khu vực đã xảy ra mưa lớn. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, ngập úng, lở đất và lở đất ở hầu hết Tứ Xuyên. Một phần Trùng Khánh, Bắc Hồ Bắc, Nam Thiểm Tây, Nam Hà Nam và trung tâm An Huy. Các khu vực miền Trung và miền Bắc Giang Tô đã hứng chịu mưa bão, mưa đá và lũ lụt nghiêm trọng. 500.000 người bị ảnh hưởng do mưa lớn liên tục ở Dương Giang, Quảng Đông, 176 ngôi nhà bị sập. Thông tấn xã hôm nay cho biết, hai ngày qua mưa lớn liên tiếp đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng 513.000 người ở 5 quận của thành phố bị ảnh hưởng, 176 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 100 triệu nhân dân tệ, chưa có báo cáo thương vong. Được biết, trận mưa xối xả ở Dương Giang, Quảng Đông đã khiến lượng mưa ở một số khu vực như hồ chứa nước Sihe đạt 562mm, lượng mưa ở các khu vực khác chủ yếu là từ 50-100mm, khiến nhiều ngôi làng trũng thấp, đất canh tác bị ngập lụt và các công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc và các cơ sở khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hầu hết diện tích lúa, lạc và các loại cây trồng khác của thành phố bị ngập úng, các loại cây ăn quả như nhãn, vải bị thiệt hại nặng. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại kinh tế trực tiếp của ngành nông lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của thành phố là gần 60 triệu nhân dân tệ. 17 doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng trong thành phố buộc phải tạm dừng sản xuất. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc cũng khiến 75 người chết. Quảng Đông ban bố cảnh báo vàng với mưa bão. Sông Dương Tử đã bắt đầu bước vào mùa lũ chính. Trong những ngày gần đây, lượng mưa lớn liên tục trên diện rộng đã xảy ra ở phía Nam sông Dương Tử, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Một số khu vực đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Hôm qua, Hu Liangyu, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, người đã chỉ đạo cứu trợ trận động đất ở Tứ Xuyên và Tổng Tư lệnh của Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ án hán quốc gia cùng Trụ sở Quốc phòng tại Bắc Kinh đã chủ trì họp văn phòng khẩn cấp của Bộ Quốc phòng để triển khai công tác phòng chống lụt bão hiện nay. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp độ và Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp độ đối với các thảm họa ở Quý Châu và Hồ Nam, đồng thời cử các nhóm công tác đến các khu vực bị lũ lụt. Cho đến nay, trận mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm nay ở một số tỉnh phía Nam đã khiến 75 người chết và 32 người mất tích ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khu vực khác. Theo tin tức mới nhất từ Đài Khí tượng Trung ương, trong ngày hôm qua, một số khu vực thuộc Trung và Nam Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Tây Nam Quý Châu đã có mưa lớn, một số khu vực có mưa dông lớn và thời tiết đối lưu mạnh như ngắn hạn như dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá. Theo phân tích của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa ở hầu hết các vùng của tỉnh Hồ Bắc năm nay ít hơn bình thường một chút, hạn hán và mùa hè có thể xảy ra, nhưng phía đông nam Hồ Bắc và phía nam đồng bằng Giang Hán có xu hướng nhiều hơn và có khả năng xảy ra lũ lớn, cục bộ. Xuất hiện lũ đến gần hoặc vượt mực nước trung bình hàng năm, lũ lớn có thể xuất hiện ở thượng lưu. Tình hình thiên tai ở nhiều nơi xảy ra rất nghiêm trọng như Quý Châu. Tính đến 20 giờ hôm thứ Ba vừa qua, có 30 người chết và 13 người mất tích do mưa bão và lũ lụt trong tỉnh. Tại tỉnh Hồ Nam đã có 21 người thiệt mạng và 9 người mất tích, 5 tuyến giao thông bị gián đoạn và 47 km nền đường bị phá hủy. Tại tỉnh Quảng Tây, lũ quét và thiên tai địa chất do mưa lớn cục bộ đã khiến 14 người chết và 7 người mất tích. Tại tỉnh Giang Tây, tính đến thời điểm hiện tại, Giang Tây đã xảy ra mưa lớn và lũ lụt khiến 13 người chết và 2 người mất tích.
Tại tỉnh Hồ Bắc, tính đến nay có 49 huyện của tỉnh hứng chịu mưa lớn, 5 người chết, 15 người bị thương, 1.251 người phải di dời và tái định cư, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 33,05 triệu nhân dân tệ. Tại tỉnh Trùng Khánh có 29.200 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 2 người thiệt mạng. Mưa lớn đã khiến 29.200 người bị ảnh hưởng tại thành phố Trùng Khánh. Theo trang web của Bộ Nội vụ, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã công bố tình hình thiên tai mới nhất ở Trùng Khánh và Sơn Đông hôm nay. Kể từ giữa tháng đến nay, Trùng Khánh đã phải đối mặt với một đợt mưa bão lớn nhất, kéo dài nhất và dữ dội nhất trong năm nay. Mưa lớn gây lũ quét, ngập úng đô thị, giao thông bị gián đoạn, nhà cửa bị ngập lụt, thiên tai địa chất thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân vùng thiên tai. Theo thống kê cho đến nay, 33 huyện và quận tự trị và 411 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 3 quận bao gồm Sa Bình Bá, Bích Sơn và Đồng Lương đã bị ngập lụt. Dân số bị ảnh hưởng của thành phố là 6.435 người, 42 người chết, 32 người mất tích, 292.000 người phải di dời khẩn cấp, 30.000 ngôi nhà bị sập và 78.000 ngôi nhà bị hư hỏng. 1,925 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 17,5 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại trực tiếp kinh tế do thiên tai là 3,1 tỷ nhân dân tệ. Cùng thời điểm, tỉnh Sơn Đông hứng chịu trận mưa lớn đầu tiên kể từ mùa lũ, gây ra thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Theo thống kê, cho đến nay, các thảm họa đã gây ra Lệ Hạ, Thế Trung, Thiên Kiều, Hoài Âm và Lịch Thành ở Tây Nam, Giao Châu, Lai Tây và Di Mò ở Thanh Đảo, Bột Sơn ở Tri Bác, Thất Hạ ở Yên Đài, Huệ Mẫn, Dương Tân và Lai Vũ ở Bình Châu. Tại 8 thành phố bao gồm thành phố Lai Thành, An Khâu, Duy Phường, Phi Thành, Tài An bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Dân số bị ảnh hưởng là 417.000 người, 62 người chết vì thiên tai, 20 người mất tích, 2.676 hộ gia đình bị ngập lụt, 112.300 người phải di chuyển khẩn cấp và tái định cư, 805 ngôi nhà bị sập và hơn 1.500 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 2,5 tỷ nhân dân tệ. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.